Tư, Đức Quốc, Vũ Nhân kính chúc quý vị khán giả đã xem hình HBTN. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 7, phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm đã đến thành phố Munich, Đức Quốc. Rất nhiều đồng hương đã đến đứng trước rạp chiếu phim rất sớm, trước giờ chiếu phim 2-3 tiếng đồng hồ, với cờ vàng ba sọc đỏ trong tay để đón chào đoàn phim đến. Thưa quý vị, Vũ Nhân đang đứng trước rạp chiếu phim ngày hôm nay. Vũ Nhân kính chào ông, xin ông cho biết quý danh. Tôi tên Nguyễn Văn Mạnh. Ở đâu? Ở München, Munich. Nếu mà nói được với quý vị khán giả đài truyền hình SBTN tại Hoa Kỳ và các nơi trên thế giới, thì ông có thể nói được cái điều gì ngày hôm nay? Còn 2-3 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ chiếu phim và cộng đồng Việt rất đông ở đây. Dạ. Nói thì nói nhiều lắm, nếu dài không phải dài tài nào hết nổi đâu, xin lỗi, đó theo nó đó. Hôm nay đó, rất là vui mừng gặp lại làm cuồng phim để mà giới thiệu con cháu nó hiểu được hồi xưa ba má nó vượt biên như thế nào. Có thể cho biết cái lý do gì chưa tới giờ chiếu phim mà cộng đồng tới đây rất là đông ngày hôm nay? Thưa anh, đối với tôi thì đồng bào tị nạn, nhất là những đồng bào vượt biên, hôm nay là một cái cơ hội để anh em gặp gỡ và để nhớ lại những gì mà mình đã trải qua, những cái gian khổ. Ngày hôm nay anh em gặp nhau để nhắc lại tại sao mình rời bỏ quê hương mình đi, tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam tàn ác đến nỗi mà làm cho bao nhiêu người dân phải chết trên biển, và chúng tôi được may mắn tới bên bờ tự do. Dạ. Vui. Nhưng mà chưa tới giờ mà cộng đồng dạ, tới đông đúng không? Dạ, tới rất là đông, vui. Dạ. Dạ, hôm nay thì đưa cháu nó đi vào để xem được những hình ảnh mà cha mẹ đã đi qua trong thời gian vừa qua, để cho cháu nó hiểu thêm tình hình anh em chúng mình ở, tại sao mà chúng mình có mặt ở đây. Thưa quý vị, ban tổ chức chiếu phim hôm nay là các anh chị em trẻ rất nhiệt tình. Họ đã thực hiện buổi chiếu phim rất thành công. Cộng đồng đồng hương đến xem phim đầy hết rạp. Chiếu phim không còn một ghế trống. MC Minh Chánh rất tuyệt vời. Đã dịch từ tiếng Việt qua tiếng Đức cho những người Đức và những người trẻ hiểu. Nhiều người không kìm được cảm xúc trong phút mặc niệm và những lời cầu nguyện để tưởng nhớ đến những người không may mắn đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Những người đi vượt biên, những người đi vượt biển cũng không có vượt qua được đến cái bến bờ tự do. Thì Minh Chánh xin mời quý vị có một cái phút tưởng niệm cho tất cả những ai mà xấu số không có đến đây được. An der Stelle möchte ich gerne eine Gedenkminute für all die einlegen, die es leider nicht geschafft haben, an das Ufer der Freiheit zu kommen. Und dafür bitte ich um eine Gedenkminute. Xin mời quý vị đứng lên trong một giây phút. Bitte stehen Sie auf. Ja. Con thấy cái cuốn phim nó rất là cảm động luôn. Có những cái hình ảnh nó gây cho con rất là nhiều nước mắt. Và con phải nói là đúng là một cái bộ phim đáng để coi. Dạ. Con thấy nó có giá trị như thế nào với thế hệ trẻ? Thật sự ra mà nói thì có một cái sự thật rất là phũ phàng là cái thế hệ trước thì một ngày nào đó sẽ ra đi. Thì không biết là sau này ai sẽ giữ lại những cái hình ảnh, những cái tài liệu như thế này. Thì theo con, nếu mà có một cái bộ phim như thế này thì cái thế hệ thứ hai, thứ ba sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu thêm về những cái đau thương mất mát cũng như là những cái bài học của cái thế hệ thuyền nhân trước đây. Dạ. Cho chú biết con tên gì ở đâu? Dạ, con tên là Huỳnh Minh Chánh và con đến từ thành phố Munich, tiểu bang Bavaria. Dạ. Chào anh, khi mà em coi cái phim này, em rất là xúc động. Và cái đầu tiên trong lúc coi phim, em cảm ơn Thượng Đế là em quá may mắn. Em đã không phải đi vượt biên, mà em được đi bảo lãnh. Vì thế lúc mà khi mà mình được cái may mắn đó, thì em chỉ nói cho bản thân em là đó, sau khi coi phim, nó đã nhắc nhở mình là mình mang những cái may mắn của mình qua cái cuốn phim này để mình làm những gì đó cho thế hệ, cho con em nó nhìn thấy được là cái sự đau thương tại sao mình phải rời quê hương vì đi tìm tự do. Và em cũng cảm ơn chị Thanh Tâm rất nhiều đã cho bản thân em, cho thế hệ sau này, các thế hệ mới, thế hệ trẻ đã nhìn ra được và có cái sự đồng cảm và yêu quê hương mình và nghĩ tới quê hương mình nhiều hơn. Cái giá trị của lịch sử nó quan trọng lắm. Và tôi cảm động là cái hành trình của những người đóng góp để thành dịch được cái cuộc phim.
và cái kết là mình đã dành một phút để tưởng niệm lại những linh hồn anh linh của những người đã hy sinh thân xác của họ để đi tìm một cái mong muốn, ước mơ cho chính bản thân của mình. Coi phim này rất là cảm động. Chính con em cũng vậy, cũng được giáo dục từ nhỏ biết là mình tại sao ở nước Đức. Vì hai quyền tự do, mình phải bỏ nước ra đi. Mà chính em là người thường dân ở bên đảo Ga Lăng. Thì em coi là em nhớ lại những cái cảnh mà hồi xưa em ở bên đảo đó. Mà em rất là cảm ơn đoàn với Thanh Tâm đã đem phim tới Đức. Rất là cảm động và đã nói được cái tinh thần của người Việt. Mình luôn luôn nghĩ tới quê hương và để cho các con cháu được học hỏi thêm. Con cháu được học hỏi thêm và để hiểu biết tại sao chúng ta có mặt ở đây. A very good film and I learned a lot. Also ich fand den Film sehr informativ. Vor allem sehen wir auch so Ausschnitte von Reisen, die wir sonst so nicht gehört hätten. Und ich finde es sehr gut, dass auch Leute Stimmen bekommen, die sonst nie ihre Geschichte erzählen können. Thấy cái phim như nào? Dạ, phim ngày hôm nay rất là hay và rất là mình rất là cảm động bởi vì mình hồi xưa cũng là đi vượt biên đấy. Em thấy cùng phim này thì nó là một cái kleine Ausschnitt cho nói về những thuyền nhân đấy hay là boat people, nhưng mà nó là một cái cruise Geschichte cho những người mà không hiểu biết về cái câu chuyện là thuyền nhân như thế nào, là những người mà vượt biên hay vượt biển trốn chạy trốn hay là bị đe dọa về cái chính trị của Việt Nam mình đó, về chế độ Việt Nam mình, thì cái này cuốn phim này nó chiếu về cái đó, em rất là cảm động, em rất là thấy rằng là chị Thanh Tâm đã bỏ công sức rất nhiều, rất là cảm động, và em thấy là em được hên là đến bờ tự do. Mà giờ mới biết là biết bao nhiêu người của người Việt Nam mình không được đến bờ tự do, cho nên cái đó mà cảm động và rất là buồn. Mặc được cảm ơn chị Thanh Tâm là cho viết chiếu một cái phim này để cho chúng ta giữ lại những cái kỷ niệm để mà họ để cho sau này con cái mình nó không có quên không? Em thấy cái phim này rất là gây xúc tích để cho những cái thế hệ sau như là con em của tụi em, và cũng nhắc nhở tụi em là phải biết ơn những người đã đi trước. Em xin thế. Dạ thưa anh, ngày hôm qua thì tụi em chiếu phim ở tại Amsterdam, Hà Lan cho đến 12 giờ khuya mới về đến nhà, và ngày hôm nay thì 6 giờ sáng nó phải ra phi trường để mà di chuyển đến Busan ở tại Đức Quốc. Và khi mà đoàn phim vừa đến thì thấy là khán giả đã ở bên ngoài rạp rất là đông. Và điều đặc biệt là cả rất là nhiều người cầm cờ vàng, thì cái điều đó làm cho em cảm thấy rất là xúc động và rất là choáng ngợp bởi cái sự đón nhận và yêu thương của khán giả tại đây. Em không có ngờ là đứa con tinh thần của mình đã được đón nhận một cách nồng nhiệt như vậy ở tại đây. Cái rạp này ở tại Mosen, ngay downtown của thành phố Munich ở tại Đức Quốc, thì các bạn trẻ, các anh bạn trẻ như là anh Vinh, rồi chị Phương, rồi Minh Chánh và Linh là các bạn trẻ. Hoàn toàn là em được giới thiệu qua anh Kiên đã đi gặp anh Vinh trong một cái buổi hành hương. Tuy nhiên được anh Vinh là cái người muốn coi phim, là một khán giả, ảnh mong được coi phim này, cho nên là ảnh mới nói với em là thôi bây giờ anh sẽ cố gắng giúp em bằng mọi cách có thể để mà em mang cuốn phim này về. Em xin cảm ơn ban tổ chức ở tại đây, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian làm việc một cách bất vụ lợi, giúp đỡ cho em hết lòng, bởi vì quý vị là những người giống như là gia đình có thuyền nhân, những người là từng ba mẹ là thuyền nhân. Và các bạn nói là tại vì chúng tôi muốn coi phim quá cho nên là phải đứng ra tổ chức thôi. Thì đó là cái điều rất là đặc biệt ở buổi chiếu phim ở tại nơi này. Đó là cái điều thật sự là xúc động và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin quý vị nhận nơi đây cái lòng cảm ơn, cái lời cảm ơn chân thành của Thanh Tâm và đoàn phim. Thưa quý vị, có thể nói phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm đã giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết được tại sao họ và gia đình họ phải bỏ nước Việt Nam để ra đi. Và điều quan trọng hơn nữa là qua các buổi chiếu phim ở các thành phố, các quốc gia và các nơi trên thế giới đã nối kết được những người Việt cùng chung lý tưởng đến với nhau. Vũ Nhân, tường trình ra truyền hình XPTN từ Cộng hòa Liên bang Đức.